xong rồi bắt đầu chỉ phương pháp tiêu thụ sân hận nha. Như vậy một chút giận hai chút hận lận đận cả đời, như vậy chúng ta có chấp nhận là chúng ta cứ xài cái sản phẩm này tới suốt một đời không? Chúng ta biết nó đau khổ không? Biết không? Biết chứ sao không thật? Ngậm cái cục giận trong họng mà sao không? Ai không biết thì cho cái cục này. Cục này nó cũng giống cục giận nè, ngậm thử thôi. Ngậm gãy răng luôn á. Như vậy thì cái cục giận mà mình ôm trong đồng nó y như là cục lửa vậy đó. Ngủ có được không? Ăn có ngon không? Không. Sơn hào hải vị ăn vẫn không ngon, phải đang giận. Mà quý vị biết không, theo y học cho biết rằng người nào giận máu chua, máu chua dẫn đến ung thư, phải không? Phải quý vị giận nhiều quý vị bị ung thư không? Chưa bị ung thư chưa biết. Nó nổi mấy cục bú nhỏ là do giận nhỏ, nó nổi cục bú nhiều là do giận nhiều. Mà máu chua là nguy hiểm lắm, nó dẫn đến những cái bệnh rất là nguy hại. Cho nên là quý vị đừng có bao giờ giận máu chua. Mà này có thường nghe các vị bác sĩ nói chuyện với nhau không? Vậy là chưa nghe rồi. Bữa nay nghe. Chưa nghe có nghĩa là bữa nay nghe. Nghe chưa? Bây giờ từ nay trở đi là quý Phật tử mà ai mà giận thì nói chị hai đừng giận máu chua. Được không? Được. Nhớ. Rồi. Rồi đâu quý vị nói lại coi, quý vị nói thầy ơi đừng giận máu chua. Rồi thầy nói là Phật tử ơi đừng giận máu chua. Nhớ ha. Rồi. Như vậy mà lận đận cả đời, ri cũng khổ. Ri là cái gì? Ri là cái gì? Hả? Đi đâu rửa? Hả? Rồi còn ri là cái gì? Rồi rồi, chắc phải đưa ra ngoài Trung rồi. Ai ở đây người Trung đâu, lên tay coi. Có nè mà giấu nè. Ai? Ai miền Trung? Thôi không có ai miền Trung hết, thầy cũng đâu biết, thôi nghĩ nói. Ri cũng khổ, nghĩa là ai vậy là cũng khổ. Nha. Lận đận cả đời, như thế là khổ lắm. Nha. Rồi, trăm điều hỷ, ngàn điều xả. Có nghĩa là cái số trăm, số ngàn này là chỉ nói là một con cái số hình dung từ thôi, chứ không phải số từ. Một trăm điều hỷ, ngàn điều xả có nghĩa là cái gì mình cũng vui, cái gì mình cũng bỏ hết đó. Là thông dong tất dạ, rứa mà vui. Thông dong tất dạ có nghĩa là cái lòng của mình nó nhẹ nhàng lắm, nó thanh thản lắm. Thông dong mà, thông long về thông dong là nhẹ nhàng, là thanh thản. Không, tất dạ là ý muốn nói gì? Ý muốn nói là bụng làm dạ chịu á. Như vậy cái dạ là có nghĩa là mình không có để bụng. Thông dong tất dạ là tất cả những nỗi khổ niềm đau mình bỏ ra ngoài, mình không có để bụng, là thông dong tất dạ, rứa mà vui. Thì cái chữ ri với chữ rứa nó cũng vậy thôi. Rứa có nghĩa là cũng giống vậy. Ha? Rứa mà vui, như thế mà vui. Ha? Như vậy cũng khổ, như thế mà vui. Như vậy chữ ri chữ rứa là thế ha. Rồi bây giờ nói là đừng có để bụng, đừng có để dạ. Thì thầy mới nghe cái câu bụng dạ. Ở chùa là đánh cái chuông phải không? Đánh cái chuông nè. Vì nghe nó kêu cái tiếng là cái gì? Hả? Bon ben. Phải không? Rồi, nếu như mà gõ cái mỏ là quý vị nghe cái tử gì? Cốc hay là cọp? À, cốc phải không? Ben hay là bon cốc là cái gì? Là cái gì? Nghe tiếng chuông quý vị nghĩ gì? Bon nghĩ gì? Hả? Ai nói? Ai nói? Tu mật hạnh la hầu la hay sao nín thin? Nói. Cho một tràng pháo tay buông. Đó. Buông. Phải không? Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ. Phiền não nhẹ có nghĩa là mình thả phiền não xuống. Trí tuệ trưởng bồ đề sanh. Trí tuệ lớn bồ đề sanh, phải không? Ly địa ngục xuất hầm lửa. Ly địa ngục là gì? Mình bỏ cái phiền não mình mới ra khỏi địa ngục. Ly địa ngục khỏi hầm lửa, nguyện thành Phật độ chúng sinh. Lúc này phát nguyện, phải không? Buông, buông cái này mới nguyện được cái kia chứ, phải không nè? Cho nên nghe cái bon
là nghe tiếng chuông phiền não nhẹ. Rồi bắt đầu nguyện tiếng chuông này thấu pháp giới, nuốt thiết vi tâm tối thải đều nghe, nghe rồi liền chứng pháp viên thông, tất cả chúng sinh thành chánh giác. Như vậy nghe tiếng chuông là tiếng thức tỉnh. Tâm hồn con người ta đang chạy theo những cảnh trần, đang chạy theo tiền tài danh vọng địa vị ăn ngủ ha, quỷ phá. Nghe cái bon buông hết, quay trở về vô chùa Hạnh Sơn tu một ngày. Cái phần mà chúng ta nghĩ là cái chuông chúng ta nghe được một chữ bon là chúng ta buông, phải không? Buông, quý vị đã buông chưa? Hay là quý vị để hả? Để đặng một lát ra lấy lại. Buông hay là để? À, chứ đừng có nói là bèn, ghen. Ai trong đây không ghen nói thầy nghe. Không có ai không ghen hết. Cho mình một tràng pháo tay vì ai cũng ghen. Ghen, ghen là phải quánh. Không quánh là tẹt exit. Như vậy quánh cái bèn, cái có người nói ghen. Đó, mày ngu mày ghen. Ngu mày ghen. Được chưa? Ở đời ai cũng ghen. Do cái ghen mà khổ. Đúng không? Thầy nghĩ tới cái chữ giận cho nên thầy mới nói là do cái chữ ghen. Ghen này nó ra hờn mát. Trong gia đình sở dĩ mất hạnh phúc là do ghen nhiều. Mà tưởng là thương nhiều ghen nhiều, ai dè ghen nhiều xong đứt luôn. Trong cái câu ở dân gian nói là giận thì giận mà thương thì thương, anh sai đường em không chịu nổi, bởi thương anh nên em bàn với mẹ, phải ngăn anh không đi chích xì kẻ. Chứ còn đi thuyền ngược đường giờ hết rồi. Giờ hết đi thuyền ngược đường rồi mà. Phải ngăn anh không đi chích xì kẻ. À, như vậy thì nếu mà chúng ta thấy người nào sai mà chúng ta thương thì chúng ta ngăn trở lại. Nhưng mà ngăn được không? Con ma của nó lớn. Mà con ma của nó lớn hay là con ma của mình lớn? Bây giờ nói là hai cái con ma. Mà cái con ma, mà cái con ma sân hận, con ma ghen tuông á, mà một khi mà thi khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo. Đúng không? Đúng không quý vị? Sao nghe câu ngạn ngữ này mà nghe im vậy ta? Quý vị có ghét ai chưa? Mà giờ mình ghét cái người đó rồi, dầu rằng cái người đó có sắc nước hương trời thấy cũng không ưa. Không biết lạ lùng vậy đó. Là cái người đó càng đẹp mình càng ghét lung nữa chứ. Thấy không? Mà người ta đẹp, người ta phước báo hơn mình. Người ta giàu, người ta phước báo hơn mình. Vậy mà mình ganh tị với người phước báo là mình tổn không? Gọi là trứng chọi với đá. Ai lấy trứng lên chọi với cái này thử biết liền. Như vậy mà có những người không bằng ai mà lại ganh ghét những người hơn mình. Cái này là ganh nè, không phải quýnh cái này là cái ben nữa mà là ganh đó. Thấy chưa? Hãy nghe cái âm vang, phải kêu cái chữ ganh không? Nghe rõ à. Nếu mình nghĩ cái nào nó ra cái đấy nè. Ganh. Mà có những lúc mà thầy nói là thầy leo lên bục giảng rồi nè, mà có người giảng hay hơn mình, thầy cũng còn đánh ganh. Chứ không phải là quý vị không đâu. Có không? À, quý vị nói là thầy ơi đừng ganh máu chua. Trời ơi, chứ đâu phải mình thấy mình tệ hơn ta, mình thấy mình dở hơn ta cái đó ganh nè. Để sử như hầu đó mà thầy thấy quý thầy khác, thầy thì ốm, đen. Có quý thầy khác mập, trắng, ganh. Chứ đâu phải là mình không ganh đâu. Chứ trong cuộc đời này cái ganh nó tế nhị lắm. Mà mình phải thấy rõ, mà hên là thầy thấy. Thầy thấy cái thầy nói là bon, buông, đó. Thầy không còn nghe cái ganh nữa, mà giờ thầy nghe cái buông, đó. Còn nếu không á, là cái này nè, bưng, đó. Còn cái cốc á, thì tưởng là cốc. Bưng, cốc. Có bao nhiêu phiền não, bưng, cốc.
ngày nào cũng quấn chuông mà buông đâu có được. Có buông được không? Ngày nào cũng quấn chuông quấn mõ, mỗi lần giận chồng cũng lên gõ chuông gõ mõ, nhưng mà không buông được thì bưng cốc bưng cốc bưng cốc. Hiểu không? Hiểu không? Cảm ơn, cảm ơn. Uống cái nước à, hiểu rồi, uống cái nước. Hiểu rồi à, nghe. Hiểu thiệt à nghe, chứ mai mốt bưng cắt nó đầy kho đó. Đây. Như vậy là thầy chỉ quý vị một cái phiền não, và thầy chỉ quý vị cách tiêu thụ phiền não là sao? Bưng cắt là đang tiêu thụ á. Phải không? Có phải làm vậy không? Nếu mà mọi người chúng ta hiểu rằng mình phiền não thì làm sao để phiền não nó tắt được, thì cũng ngay trong đó luôn, chứ đừng có chạy đâu ra khỏi cái đó. Y như là thầy nói vậy nè, ganh thì ngay chỗ này, tại vì mình nghe tiếng nó cho nên mình ganh ha. Còn giờ này cũng ngay trong cái tiếng này luôn mà mình nói buông, thấy chưa? Tiêu thụ nó không phải ngoài nó, tiêu thụ nó không phải ngoài nó, thấy không? Còn mình gõ cái cốc mình nói cất, thì bây giờ mình gõ cái cốc mình nói mất. Rồi quý vị nói với thầy: buông mất, buông mất, đừng có bưng cất. Vậy thì nó hết thôi. Ngay cái từ đó mà chúng ta biết nó thì chúng ta bỏ nó, chứ chúng ta chạy đi đâu ra khỏi nó. Cho nên nó là phiền não tức bồ đề. Vậy hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu, cảm ơn. Rồi hiểu coi bài nào đó mình hát bài coi. Được chưa? Hiểu là được rồi. Trời ơi, giận là nhiêu đó thôi. Giận thì giận mà thương thì thương. Anh sai đường cho anh đi luôn khỏi về. Ta đây. Chim khôn lựa cành mà đầu, gái khôn lựa mấy anh nhậu mà nhờ, mai sao anh chết bùi chết bờ khỏi chôn. Phải không? Có vậy không? Quý vị có, quý vị đọc không? Ơi, xin lỗi sám hối với mấy anh nhậu nghe. Rồi, để cho cái phiền não nó mất á, mình hát cái bài vô thường. Phiền não nó cũng vậy thôi. Phải không? À, thôi, không biết như là cái bài vô thường là quý vị nghe rồi. Chiều rơi rơi, chiều rơi hiu hắt. Quý vị nghe rồi đúng không? Chưa nghe hả? Chưa nghe không lẽ giờ ca ta? Rồi, thôi hát vô thường ha. Vì nó vô thường lắm. Mình giận cũng vậy, mà phiền não cũng vậy, mà bồ đề cũng vậy. Nó vô thường thôi, nó chạy qua nhanh lắm. Rồi bây giờ hát bài vô thường nha. Lý cái mơn. Chiều rơi rơi, chiều rơi hiu hắt, tiếng sáo ai ru đưa mình lặng theo dòng châu, tiếng chuông ngân hòa sương khói bên sông mịt mùng. Đời mong manh sao cõi lòng vẫn dương, ai thiết tha tựa nương, ôi vô thường vẫy gối ngàn phương. Trời, nó hết rồi, bị cái đó tắt á. Người sanh ra ngày vui có mấy, tóc mới đang sanh bây.